gua nggak ketemu maki pokok itu ada yang bikin ya ada maki pokok ya itu apa maki pokok tapi harus orang mana itu apa ya kaisar anak kamu dari đó như thầy cũng ba bốn người chúng ta một lần kịp và có một tình huống là đưa lên có đảm bảo thật
trọng cái quyết định của huấn luyện viên, và đó là cái quyết định nó chuyên môn cao nhất. Nhưng mà dù sao thì trong trường hợp mình là phải về phù hợp của Tiến Linh á, tức là anh ta cứ ở bên ngoài nhiều thì cứ nhìn theo bộ cơ quan vấn đề này, và một nào cũng hỏi anh ấy thì biết là có biết trong lúc mình đi không, anh có thể nói thêm về việc này. Anh ta cũng hỏi cái gì về Tiến Linh? Dạ, Linh thì Linh còn ngồi dự bị thì đây là tính toán của mặt chiến thuật của anh như thế nào thì anh chia sẻ. Tôi nghĩ chắc tương lai của chúng ta chuyên nghiệp có liên quan tới công cuộc này không? Tôi nghĩ vậy. Tại vì trước đây tôi trả lời tôi nói về chính căn nhà bảo công ty người ta chê ra người căn nhà này chết. Thì tôi nghĩ ta chân từ bị rõ ràng như thế là em có được đấy. Tiến Linh có chẳng có tội gì đâu. Mặc dù anh ta được rồi. Tiêu thế nào thì hai đội